trong ngày và đêm nay, ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa vừa, mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Thanh Hóa, Nam Sơn La, Hòa Bình và Nam Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm ngày mai mưa giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa tích lũy tại các điểm mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Có nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình và Quảng Ninh. Thưa quý vị, bão số 5 đã làm một người tử vong là Lương Văn Tư, công nhân thi công đường cao tốc tại Thừa Thiên Huế. Một người bị mất tích ở Tà Rột, Đắk Rông, Quảng Trị. Ngoài ra đã có 110 người bị thương trong quá trình phòng chống bão ở các địa phương từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng. Về tài sản, bão làm sập đổ hoàn toàn 10 ngôi nhà tại Thừa Thiên Huế, hơn 22,5 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, 115 hecta lúa, 170 hecta hoa màu bị thiệt hại. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 2 km bờ biển bị sạt lở ăn sâu từ 5 đến 10 mét, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn, nước sông suối trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã dâng cao, khiến 13 bản ở huyện vùng cao Minh Hóa bị chia cắt, 667 hộ dân với hơn 3.400 nhân khẩu đang bị cô lập. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Bình yêu cầu huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa tập trung chủ động triển khai các phương án trên cơ sở bám sát phương châm 4 tại chỗ. Trước mắt huy động lực lượng giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Đối với các bản đang bị chia cắt, tạm thời yêu cầu bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương cùng các lực lượng khác để có phương án đưa người lên các điểm an toàn. Khu vực có mực nước dâng cao, chính quyền địa phương đã cử người ứng trực tại các điểm nguy hiểm này, ngăn người dân qua lại.